Đó, nó bay lên nè. Đó, khá là giống sáng tạo. Hello và xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là KidingTV. Hôm nay tôi sẽ quay trở lại với một clip hướng dẫn nữa của cái mod Avenged Dragon add-on. Và nếu như nào thích clip này của mình thì đừng quên là chụp một like and most subscribe để ủng hộ làm tiếp những cái clip tiếp theo về Minecraft ROM nha, và cũng như là những cái add-on khác ha. Ok, let's go. Ở trong cái tập trước thì cũng rất là nhiều các bạn hỏi mình cách chế cái kiếm rồng. Đó, và cách để cập nhật add-on ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cập nhật các add-on và cách để chế cái kiếm rồng luôn, cho bạn nào chưa biết ha các bạn. Ok, bây giờ thì điều chúng ta cần làm là làm một cái bàn Rakotai trước đã. Mà cái bàn Rakotai thì mình đã hướng dẫn các bạn làm ở tập trước rồi ha, nên là hôm nay mình sẽ không hướng dẫn lại. Bạn nào chưa biết cách làm thì đảo lại tập trước các bạn coi ha. Cái bàn Rakotai chế thì tương đối là khó nha các bạn. Thì tập trước nó bị lỗi, mình mới fix lại, không biết là mình mới xóa mod tải lại, không biết là giờ nó đã hết chưa. Ai khóc nỗi đau này. Ok các bạn ơi, thì đây các bạn Rakotai đã hết bị lỗi rồi. Mình rất là mừng luôn, thực sự thì mình rất là mừng. Hồi nãy các bạn già, các bạn thấy rằng mình vẫn bị lỗi bàn Rakotai đúng không? Nhưng mà mình xin thông báo các bạn rằng là nó vừa mới update thêm một cái bản add-on rồng rồi các bạn. Nó có tên là hotfish, có nghĩa là bản cập nhật sửa lỗi mới. Rồi, lát nữa có gì mình hướng dẫn các bạn tải cái bản cập nhật mới luôn nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm kiếm rồng trước đã. Mình không biết là mình có kinh nghiệm gì làm ba cái này hay không. Cái gì đây? Dragon Armor, cái này là giáp gồng các bạn. Này một số bạn biết rồi. Quay ai quốc một ban tình. Mấy cái này không biết lấy ở đâu ta. Không biết là Orc Trader có hay không, nhưng mà đây là những cái Rakotai for nè. Đó. Lẫm cưng. Ok. Để coi coi nó có đổi cái quốc ban tình hay không ta. Theo như mình biết hình như là cái này nó đổi gì đây? Special Book Dragon hem nè, mấy cái này là mấy công thức có chế tạo là giáp gồng nè các bạn. Đó, mấy công thức chế tạo mấy cái giáp rồng ở trong đây đây. Dragon boot nè. Đó, Fire Dagger nè, đó mấy cái này hay nè các bạn, Fire Dagger nè. Các bạn đổi bằng 10 sắt á, có cái công thức chế của mấy cái này ở trong độ của mấy con ọt hết nha các bạn. Các bạn tìm hiểu công thức chế của mấy con ọt ha. Nó có đầy đủ cả công thức chế luôn. Các bạn tìm, các bạn đổi cho mình một cái Fire Dagger nha các bạn. Chúng ta cần chế kiếm là Dagger á. Đó, Fire Dagger đây. Fire Dagger. Đó, các bạn lật sang trang sách nè. Fire Ingot và Stick. Ồ, cũng khá là dễ ha các bạn. Fire Ingot và Stick là được ha. Khá là đơn giản để chúng ta chế được một cái cây Fire Dagger, nghĩa là cái cây kiếm lửa đó. Fire Ingot đổi trong đây. Đó, Fire Ingot đâu rồi? Fire Ingot. Fire Ingot đây. Ok, đây nha các bạn. Đấy. Đó. Đó, chúng ta được một cái công thức nè các bạn. Fire Dagger banh tình nè, thấy không? Đó, được một cái công thức Fire Dagger banh tình nè. Rồi các bạn vào các bàn Rakotai này để các bạn đổi ra nha. Đó. Đâu rồi, Fire Dagger banh tình đâu rồi? Nè, cho vô đây. Đó, đổi được liền. Ha, đó. Hiểu không? Hiểu không các bạn? Nó cũng khá là dễ thôi. Đó, cây này nó chém lan được nè. Chiu. Và chạy rất là nhanh, cầm cây này lên chạy rất là nhanh. Cây này mới chỉ là cái kiếm nhỏ thôi nha các bạn, cái lưỡi dao bé xíu thôi. Ở chết chà, lỡ chém con ọt. Ọt nó là chém nó chết hơi là mất công. Cây này nói chung là nó khá là yếu. Cái Dagger lửa này nó yếu lắm bạn. Rồi tiếp đến là cái cây kiếm bự hơn một tí nữa nha. Tiếp đến sẽ là công thức để chế tạo một cây kiếm độc nha các bạn. Để coi coi ta cần cái gì đây. Công thức này khó dữ ta. Poison Ingot, Gold Ingot. Đồ Poison Dagger, Gold Ingot. Trời trời khó dữ vậy. Oh, God Ingot, Poison Ingot, Dragon Ball, Poison Ingot, đủ phỏng. Khó lắm nha các bạn. Ok, các nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị trước tiên là Poison Ingot ha, một cây Poison Dagger ha, xương rồng ha, đây Dragon Ball đây, và vàng ha. Đó, 4 món mà chúng ta cần chuẩn bị nè. Đó, 4 món này ha các bạn. Rồi các bạn vào bàn chế tạo. Các bạn đặt như vậy ha, đặt theo mình ha. Đó, như vậy ha. Vàng để ở đây nè. Đó, cho cái Poison Dagger ở đây ha. Rồi. Như vậy. Rồi các bạn để cái xương rồng ở đây nè các bạn. Đó. Rồi bạn cho hai cái đó. Các bạn làm theo công thức như vậy là các bạn sẽ được một cái Boston Squad Banton. Rồi các bạn vào đây các bạn đổi là được. Đâu rồi? Boston Squad đâu rồi? Này. Thôi đây đúng không? Cái này cái kiếm bự nha các bạn. Đó. Wow. Trời ơi. Cái này cũng có bút tóc chạy nữa. Cái này hình như là đánh ra độc nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Hiệu ứng nó y gan con rồng độc luôn nha. Đó. Chém nó ra khí độc nè. Đó thấy không? Hiệu ứng y gan con rồng độc luôn. Nói chung là những cái vũ khí này nó rất là bố đời. Bây giờ để mình thử đem một cái con gì nữa ra mình chém thử. Wow, rất là mạnh nha các bạn. Không biết là mình có bị độc khi mà mình đứng lên cái này hay không. Có bị độc không cưng? Cái này chắc có hiệu ứng cho đẹp quá. Cây kiếm này nhiêu đam đây? 10 đam, yếu hơn cây kiếm của ọt ha các bạn. Chém thử Pegasus rồi. Cây búa của ọt ha. Nó không có hiệu ứng giật máu như mình nghĩ các bạn ơi. Đó, nhưng mà nói chung là nó chém nó có hiệu ứng độc nè, độc nó tỏa ra khắp nơi nè. Đó, thấy không? Rồi nói chung là những cái kiếm còn lại các bạn cũng chế tương tự như mình ha. Chế theo cái công thức tương tự như mình là được. Các bạn coi clip này các bạn đỡ tốn tiền mua mấy cuốn sách của mấy con ọt các bạn. Sida. Bạn coi clip này là các bạn biết cái công thức chế rồi. Rồi, hôm nay là một cái dagger, một cái kiếm, còn một loại kiếm nữa nhưng mà hiện tại mình làm biến hướng dẫn quá. Ok, cái hướng dẫn tiếp theo mà các mình muốn hướng dẫn các bạn chính là cách để chế cái cánh nha các bạn. Cách để chế cái cánh của con này nè. Đó. Thì cái lông này các bạn phải cần có cái lông của nó, mà cái lông này các bạn kiếm ở đâu? Các bạn đi gặp con ngựa Pegasus nè, các bạn nhốt lại nha. Các bạn nhốt cái vô chuồng chứ các bạn đừng có tem nha. Rồi các bạn đợi một thời gian thì là Pegasus nó sẽ tự rụng lông cho các bạn, nhưng mà nói chung là một khoảng thời gian rất là lâu. Đấy. Rồi cái đây làm cái cánh cũng dễ thôi. Các bạn cần một cái Phantom Merbrand nha các bạn. Đó, các bạn bao mấy cái lông này 8 cục đây, gọi là để cái này đây chứ giữa là người ta ra được một cái Pegasus Wild Wind, và các bạn có thể đổi màu của nó. Mình sẽ đổi nó thành màu đen nè. Đổi nó màu thành màu đỏ đi cho nó ngầu. Đó, đổi màu thành màu đỏ nha các bạn. Win Revo. Cái gì đây? Hình như là mình mặc cái cánh. À, mình mặc cái cánh vô rồi các bạn ơi. Mình mặc cái cánh vô rồi. Để mình nhắn vô đâu mà cái mình mặc cái cánh vô nè. Cái nó sẽ cho chúng ta một cái Wing Remover ha. Đó, các bạn nhắn vô cái này là nó sẽ mất cái cánh các bạn. Và các bạn đồng nghĩa với bạn mất luôn cái cánh. Nó không trả lại cho chúng ta cái gì luôn. Hey, rồi giờ các bạn muốn bay đúng không? Các bạn có cánh, các bạn muốn bay đúng không? Muốn I can fly đúng không? Thì bây giờ các bạn cần chế cho mình một cái Wing Up nha các bạn. Bạn cần mắt Ender và một cái Potion of Slowness. Và nên nhớ phải là cái Poison of Slowness 1 phút 30 này các bạn. Đây. Poison of Slowness 1 phút 30 này hình như là mới chế được nha các bạn. Các bạn để một cái Poison ở đây, một cái Mark Ender ở đây bao lại. Và chúng ta có được Win Off. Các bạn chế cho mình thật là nhiều cái Win Off này các bạn mới bay được lâu nha các bạn. Đó, cái cục này rất là quan trọng để chúng ta có thể bay được. Vậy nên nhớ là cục cái chai Poison of Slowness 1 phút 30 nha, mới được nha. Đó, chúng ta có cái cánh này các bạn, đẹp không? Ui, nhìn như cánh thiên thần nha các bạn. Qua các bạn nhìn mình như là Tokyo Go nha các bạn. Các bạn có coi bộ anime đó không? Wow, nhìn ngầu chưa, ngầu chưa. Rồi cầm cái Wing Up lên, nhắn vô. Sao nữa ta? Đó các bạn. Đó, vậy chúng ta có thể bay rồi. Các bạn nhấn nút nhảy là nó tự động nó bay lên nha các bạn. Đó, nó bay lên nè. Đó, khá là giống sáng tạo. Nhìn mình như là Superman vậy đó các bạn ơi. Wow, nó có cái nút điều khiển cái bên như sáng tạo vậy nè. Đó, các bạn có thể bay lên hạ xuống. Bạn nhìn thấy mình ngầu không? Ui, cái đinh ngầu quá các bạn à. Hạ cánh được nè. Hạ cánh các bạn đi nhắn đi xuống nè, hạ cánh nè. Đó, hạ từ từ xuống ha. Rồi. coi như là chúng ta đã hết công dụng rồi các bạn. Sau cái Wing Up hết công dụng chúng ta hết bay được nha các bạn. Nó sẽ có một khoảng thời gian đây cho các bạn bay tầm mười mấy giây gì đó, nhưng mà khi mà cái Wing Up hết tác dụng thì các bạn sẽ bị hạ cánh xuống, bạn gơ từ trên bầu trời xuống á. Tử nạn tại chỗ đó, rất là dễ dàng thôi, và các bạn có thể bay được với cái cánh này. Mình sẽ vào phần hướng dẫn cập nhật add-on. Các bạn vào file của bạn ha, các bạn vào phần bộ nhớ trong nè. Đó, các bạn kéo xuống, các bạn tìm cho mình phần games. Đó, phần game này ra, nhấn vô. Còn Mozan nhấn vô. Rồi các bạn xóa, các bạn tìm Vihelback và Disopback. Đó, cho mình. Các bạn vào phần Vihelback. Các add-on mà các bạn muốn cập nhật là các add-on, ví dụ như bây giờ mình muốn cập nhật add-on gồng 2.0 vừa gọi đi ha. Nó tên là expansion app nè. Đó, expansion app nè. Đó, thấy không? Các bạn đè vào nó. Đè vào nó ha. Nó hiện lên chữ xóa nè, thấy không? Xóa đó, các bạn nhấn vào, các bạn xóa cho mình. Đó, xóa thì cái add-on nó sẽ mất. Rồi, các bạn sau khi các bạn xóa xong, các bạn tải cái add-on rồng vừa mới cập nhật về là xong. Nó khá là easy nha các bạn. Đó, nó khá là easy luôn, là các bạn có thể cập nhật được. Đấy, còn nếu như mà các bạn muốn cập nhật mà các bạn có một cái map đang chơi dở dang á, thì á, mời các bạn làm theo này cho mình. Các bạn nằm trong này đúng không? Các bạn vào phần tìm cho mình Minecraft World nè, bạn nhấn vào đây. Các bạn tìm cái map mà các bạn đang chơi dở dang ở cái mod gồng phiên bản cũ á. Để mình tìm cho mình cái map, đây cái map này của mình nè, đang chơi dở dang bản gồng cũ nè, nhấn vô. Bạn thấy Vihelback và Disopback, các bạn chọn Vihelback. Đó, các bạn chọn Vihelback, các bạn vào, các bạn thấy miễn thấy còn các add-on nào trong này nha, các bạn cũng đè vào, các bạn xóa cho mình ha. Rồi các bạn vào map đó, các bạn cài lại add-on là chúng ta sẽ chơi lại được cái quá trình chúng ta chơi, nhưng mà cái mod sẽ được cập nhật trong map mới, cái map cũ của mình luôn nha. Đấy, khá là easy thôi. Rồi KidingTV hẹn gặp lại bạn trong các tập tiếp theo của Minecraft hướng dẫn tiếp theo ha. Rồi đừng quên cài lưu, cài view, cài like and cài sub cho mình. Đấy, nói chuyện lèo lử luôn rồi đó. Rồi bye bye nha.